Hello, xin chào bạn, chào bạn đến với clip theo của mình nha. Đã lâu rồi mình không ra cái clip, thì một lời xin lỗi tới anh em. Thì clip này với chủ đề mình sẽ cố gắng tăng áp clip tiếp theo. Clip này với chủ đề mình sẽ hướng dẫn anh em cách đấu nhài còi 2 giây anh em nha. Thì đối với nhài còi 2 giây này thì có thể đấu được cho tất cả các dòng xe. Nhưng đối với đường điền mỗi dòng xe nó khác nhau. Thì đối với anh em fan xe đúc thì mình cũng đã tập trung về làng fan xe nhiều. Thì mình sẽ hướng dẫn đấu cái bộ mạch nhài còi này trên cái dòng xe này. Và một cái lưu ý khi trước khi mình nói, có nghĩa là cái bộ nhài còi này có nghĩa là lúc mình bấm là nó nhài còi là cái điện của nó là ăn điện dương, nhưng đối với cái xe này là sirup là ăn điện âm. Cái cách đấu như thế nào thì clip này mình sẽ hướng dẫn và rất mong được anh em ủng hộ mình trong những clip tiếp theo. Thì thôi đi thẳng vào vấn đề luôn, có nghĩa là anh em quan sát đây, cái còi này là nằm ở vị trí này anh em này. Cái cách thay đổi thì đối rất đơn giản anh em nha. Thì đầu tiên là phải chuyển điện như thế nào thì anh em cần hai sợi dây như thế này, có nghĩa một sợi dây đỏ và một sợi dây đen. Thì trước tiên là mình phải chuyển điện, có nghĩa là để làm sao cho chiếc còi này nó ăn điện dương, có nghĩa là lúc bấm còi nó chuyển điện dương từ trên này xuống, có nghĩa từ trên cái chức là cái công tắc còi này xuống. Thì bây giờ đầu tiên là anh em quan sát, đây là có hai dây, đây cái còi này có hai dây anh em này, thì là một dây hồng với một dây nâu. Thì mình rút bỏ cái dây hồng này ra, rút bỏ cái dây nâu này ra này, mình rút bỏ dây nâu, mình cái dây nâu này mình không sử dụng nữa vì đây là điện dương rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng một cái sợi dây, có nghĩa là bây giờ là cái một cái dắt còi sẵn như thế này luôn, mình gắn vô lại. Và cái chân này anh em, có nghĩa là chân để bắt âm, bắt cực âm. Thì đối với bắt cực âm thì ở đâu, thì mình hướng dẫn anh em, có nghĩa là lấy ở dưới con ốc này luôn. Nhưng cái lưu ý trước khi lấy anh em này là anh em quan sát, mình đã mài một xíu đây để cho có cái màu trắng này anh em này. Màu trắng này là để nó tiếp mát, thì anh em để như trong này và anh em bắt ốc lại. Và cái lưu ý là anh em bắt ốc cẩn thận và siết chặt lại. Đối với cái con ốc này thì anh em có thể sử dụng là cờ lê 10. Đây, cờ lê 10, nếu anh em có cờ lê 10 thì bên mình thì sử dụng tiếp cho nhanh thôi. Nhưng còn anh em không có thì anh em có thể sử dụng cờ lê 10. Anh em siết chặt vậy là được. Được anh em nha. Siết làm sao để nó tiếp mát ổn thì khi mình bật còi. Rồi, cái phần dưới này là đã xong. Rồi, bây giờ lên cái phần trên. Đối với cái phần trên thì như thế này anh em này. Đối với phần trên thì anh em khi anh em mở được cái đầu này ra, anh em mở được cái đầu xe này ra nha. Thì đối với sirup thì cái xe này cái đầu nó đường điền nó hơi lèo nhẹ. Thì anh em cố đừng có nói là bên mình làm như vậy nha. Thực chất là mình không làm như vậy, cái xe này chủ yếu nó vậy thôi. Nó đi lắp ở chỗ khác mà nó về. Thì quan sát ở cái jack này, có nghĩa là cái jack còi xe nào sirup xe nào cũng vậy, nó có một cái jack ở đây là gồm xi nhan còi đầy đủ. Thì anh em quan sát, có nghĩa là đây, bây giờ anh em rút jack bỏ này ra cho mình, anh em rút cái jack này ra. Anh em rút jack này ra và quan sát cái dây hồng này và cái dây đen đây. Anh em thấy sát nhau chưa? Thì anh em dùng một cái đầu nhọn như thế này. Mình nói dùng cái đầu nhọn như thế này để làm gì? Có nghĩa là mình dùng cái đầu nhọn này để mình gỡ. Mình dùng mình gỡ cái gãy ở trong này ra để mình lấy cái sợi dây điện này. Có nghĩa là bây giờ mình cái sợi dây đen này, lúc nãy mình bỏ dây đen này mình không dùng tới, anh em cứ làm theo như vậy nhưng nó được, không cần hiểu kỹ đâu. Thì cái dây đen này anh em bỏ, anh em bỡ ra, anh em gắn vô lại. Rồi, đó là cái dây đen mình đã bỏ ra. Cái dây đen bỏ ra thì mình dùng một cái sợi dây đỏ để lấy điện dương thì mình bỏ lại. Nếu anh em không có dây thì anh em có thể cắt bỏ cái dây đen xong anh em nối sau như thế này được, còn bên mình có jack thì mình làm sẵn. Anh em chỉ bỏ vô như thế này là xong. Đợi xíu mình đang cố gắng bỏ cẩn thận anh em nha. Rồi, mình bỏ được như thế này là cái sợi dây đỏ còn nằm y. Thì bây giờ tiếp theo, cái sợi dây đỏ này tức là lấy điện dương. Dương sau khóa thì lấy ở đâu? Thì đối với cái xe này thì là có dây nâu, cứ dây nâu là lấy. Thì đối với anh em mình sẽ hướng dẫn cho anh em, có nghĩa là đối với xe phanh đĩa phanh tay thì có một sợi dây nâu có nó nằm vị trí này. Những cái xe này không chạy phanh, có nghĩa là không chạy phanh thì nên là không có. Thì điển hình thì anh em kiếm một cái sợi dây nâu. Thì điển hình đây là có một cái sợi dây nâu đây anh em này. À đây. Hoặc là ở đây anh em này. Đây là cái sợi dây nâu của nó này. Anh em quan sát, đây là có cái sợi dây nâu, hoặc là những cái dây nâu trên này anh em đấu vô cũng được. Những cái sợi dây nâu trên này thì anh em đấu vô cũng được. Miễn sao là có điện dương để nuôi là được rồi. Thì ở đây là có một cái sợi dây nâu có điện và thì mình găm vô đây luôn. Găm vô và găm lại, đó. Như thế này là đã chuyển được cái có nghĩa là đã chuyển được điện dương rồi. Phần tiếp theo. Còn phần tiếp theo đó có nghĩa là bây giờ anh em một cái sợi dây hồng này, lúc nãy mình thì anh em quan sát có cái sợi dây hồng này. Sợi dây hồng này làm gì? Có nghĩa là sợi dây hồng này rút ra để mình mới đấu được cái nhài còi. Thì bây giờ mình sẽ rút cái dây hồng này ra, mình đã làm mở sẵn rồi. Mình rút ra
và ở cái vị trí này cũng vậy, ở phía sau này cũng vậy, anh em rút ra như thế này này, bỏ ngoài không sự, bỏ ngoài như vậy, và anh em là gắn cái dắt này như gìn vậy. Rồi còn hai cái dây này như thế nào, có nghĩa là hai cái dây này bây giờ mình bấm nút còi là điện nó chuyển từ cái dây đỏ này chạy qua trên này và xuống đây, qua đây rồi mới xuống được còi. Thì cái khúc này có nghĩa là cái đầu dắt của nó là dắt nối. Thì dắt nối để làm gì? Dắt nối có nghĩa là để mình nối cái nhài còi này vô. Anh em quan sát, mình vừa bóc ra đây luôn, đó là cái nhài còi của nó đây. Thì anh em mở ra, và cái lưu ý đặc biệt là mình nói cho anh em này, cái nhài còi này là hai dây, nó có hai dây, một màu đỏ một màu đen. Nếu nhiều anh em không biết, anh em đấu là một cực này cực âm, cực này cực dương là không được anh em nha. Tại sao lại không được? Vì cái còi này nó ăn cực dương, có nghĩa là cái dây điền chỉ cần qua cực dương đây là được. Và cái cách phân biệt của nó là ở cái còi này, có nghĩa là ở cái bộ nhài còi này, có nghĩa là cái dây này là trước, có nghĩa là bấm còi là điền chạy từ đây qua cái dây này trước rồi mới chạy xuống cái dây đen này. Cho nên anh em phải đấu như thế này này, có nghĩa là từ cái ổ khóa xuống là có dây hồng đây là anh em nối vô, có nghĩa là anh em vô mình băng rồi. Bây giờ mình làm thử cho anh em thôi anh em nha, còn anh em nhớ làm cẩn thận đó. Dây đỏ là mình nối như này, còn cái dây đen này là mình nối dây còn lại. Rồi anh em nối như vậy nha, nối nhớ lưu ý là phải có điện nha anh em. Lúc nối xong thì anh em sử dụng băng keo anh em nha, sử dụng băng keo và băng lại cái chỗ đó cho mình, cái chỗ hai cái dây này này, cẩn thận này, hai cái dây này. Xong khi lúc được xong rồi ấy, như vậy là đã xong, anh em băng keo cẩn thận là anh em xong mà nhớ ráp vô. Và bây giờ thì đơn giản đó là lấy chìa khóa và lắp vô, và mình sẽ test cái bộ nhài còi của cái xe này cho anh em xem luôn. Như thế đã xong rồi nha, còn cái phần lắp ráp thì anh em lắp như thế nào cẩn thận thì việc tùy anh em nha. Thì bây giờ anh em quay phong quan sát vị trí thế này, thì mình đã làm sẵn đầy đủ con đầy đủ cả nó rồi. Bây giờ thì mình sẽ dí còi này, nó đã còi này, đợi xí. Anh em thấy chưa, như vậy đã nhài còi rồi, nó đã còi này. Anh em nghe tiếng kêu, thứ nhất nó vang, và thứ hai cái đồ nhá còi nó đã liên tục. Anh em chỉ cần nhấn giữ là nó từ đầu đó. Anh em quan sát này, thứ nhất là đã, thứ hai là cái đồ cái jack này là anh em lưu ý nha, là có nghĩa là cái dây nâu này mình bỏ, mình đã hướng dẫn anh em rồi. Và bây giờ bóc còi là nó nhai còi. Ok, thì clip này mình đã hướng dẫn anh em lắp cái bộ mạch nhài còi 2 dây, và mình cũng nói là có cả bộ mạch nhài còi 4 dây, nhưng clip sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em đấu cái bộ nhài còi này. Và thực chất thì cái bộ nhài còi 2 dây này, cái đồ đá nó cũng ok hơn, và mình sẽ đã thứ nhất là review cái sản phẩm này, và thứ hai mình đã hướng dẫn cho anh em lắp trên cái dòng xe Sirius và các dòng xe đối với Exciter, Sirius, Jupiter, các dòng xe Yamaha, anh em cứ làm theo như vậy là được rồi. Ok, chân thành cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu cảm thấy video hay, hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, cũng like, chia sẻ để mọi người cùng xem, và đặc biệt ủng hộ cho mình cho những clip tiếp theo. Okay.